Xin chào các bạn. Mời các bạn cùng nghe các cô, các chị dân tộc Sán Chỉ hát dân ca của người Sán Chỉ ở trên hội Xuân Tình Lộc Bình ngày 19 tháng 4 âm lịch nhé. Mời các bạn cùng nghe. Ít khi thấy quay được cảnh này lắm. Ít khi có. Hát hay á. Hát bát đi. Nghe giọng hai điều ấy. Ừ. Hát bên nó. Hát bên khi. Hát bên khi. Hát bên khi mà hay lắm. Đừng đáp trong ấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đứng lên đây, bác Hát đứng vào đây đi cô. Chụp cái nàng chụp dây cơ. Đứng vào đây ba đôi, chụp ba đôi đứng cái này không đẹp hơn á? Ôi, nó quay lại đẹp không bảo mà. Nó không. Lấy cái ô về che không? Không có nhiều cầu mé lắm, không quay lại. Ô che nó mới giống cái đẹp, nó mới công nghiệp mà lắm. Cháu mời tất cả mọi người vào.
ăn. Ah!
cô. Chỉ luôn à? Vâng. Sán chỉ là hát cái này là gọi là hát gì? Hát sán chỉ. Hát sán chỉ à? Vâng. Cháu ở chỗ ngoài thôi. Ngoài 10. Chúng ta sẽ cùng nghe các chị các cô hát tiếp ở video lần sau nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.